đúng theo em thôi đó. À về đó này. Cái là việc gì?
Chỉ cần thích được đúng không? Dạ, thấy về làm miếng này. Mình mua đồ ở chỗ nào? Mua đồ ở chỗ nào? Đấy.
mua đồ giống mà em cái đồ ra làm mua đồ kia ta bán em nó làm miếng nó ra làm cười nó cứng chân chân vậy. Mới đi tù rồi, mới là tù rồi mày. Cô khói, cô cười vậy. Có cái tù.